Hờ Hen Nie đuối sức 5 ngày liên tiếp chỉ ngủ 5 tiếng vì lịch trình dày. Thưa quý vị và các bạn, được mời dự quá nhiều sự kiện truyền thông và thiện nguyện sau khi trở về từ Hoa hậu Hoàn Vũ, Hờ Hen Nie bày tỏ sự đuối sức và ước có thuốc tăng lực mà làm việc được 24 giờ. Tối ngày 17 tháng 1, Hoa hậu Hờ Hen Nie khiến người hâm mộ bất ngờ và lo lắng khi lần đầu tiên chia sẻ nỗi buồn và sự đuối sức vì lịch trình dày đặc trên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân mệt mỏi nên không đủ sức tham gia các sự kiện ý nghĩa mà mình được mời. Vì vậy, cô rất áy náy vì đã làm nhiều người buồn. Hoa hậu viết, ai chế cho Hen thuốc tăng lực mà làm việc được 24 giờ đi? Thấy việc nhiều mà không thể xếp lịch, sức khỏe luôn đó. Làm mọi người buồn rồi. Dòng chia sẻ này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hơn 100 bình luận được đưa ra đều là những lời hỏi han sức khỏe của Hờ Hen Nie và khuyên cô nên tiết chế sự kiện, không nên ép bản thân làm việc quá sức. Trong phần bình luận, Hờ Hen Nie cũng trải lòng thêm, xưa còn làm mẫu, ước đầy sâu, giờ điều ao ước đó là hiện thực cũng vui mà cũng đỡ không kịp lắm nè. Sau đó trả lời một người bạn, cô kể thêm, em lờ đờ này anh ơi, thật 5 ngày liên tục ngủ không quá 5 tiếng. Những người theo dõi Hờ Hen Nie lâu nay đều nhận thấy việc Hoa hậu kêu đuối sức và chia sẻ về sự vất vả trong công việc là rất hiếm hoi. Được biết đến như một cô gái giàu năng lượng, Hờ Hen Nie luôn cười hết cỡ và thể hiện sự vui tươi trong mọi sự kiện. Dù phải theo lịch trình liên tục trong cả ngày, cô vẫn cố gắng tươi tỉnh trước ống kính. Sau khi trở về từ Hoa hậu Hoàn Vũ với thành tích top 5, tên tuổi của Hờ Hen Nie rất có sức hút và cô đã nhận được những lời mời quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, chỉ trong vòng một tháng nay, Hoa hậu tham dự hàng chục sự kiện lớn nhỏ. Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm thành tích top 5 tại quê nhà, Hờ Hen Nie cũng là nhân vật chính của gần 10 hoạt động trong 4 ngày. Ở hoạt động nào, cô cũng là tâm điểm và được khán giả cũng như truyền thông săn đón. Có ngày, gần nửa đêm, cô vẫn phải trả lời phỏng vấn hai kênh truyền hình lớn với giọng nói càng lúc càng khàn đặc. Mới đây nhất, Hờ Hen Nie vừa có 5 ngày liên tiếp di chuyển giữa 5 địa phương ở Việt Nam trên những chuyến bay liên tục, đó là di chuyển đi đến Hà Nội, Đắk Nông, Buôn Ma Thuột, Long An và trở về thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là quãng thời gian mà Hờ Hen Nie nói là 5 ngày liên tiếp, mỗi ngày ngủ không quá 5 tiếng. Theo ekip của Hờ Hen Nie, từ ngày 10 tháng 1 cho đến gần Tết, lịch trình của Hoa hậu là rất dày đặc. Ekip phải từ chối khá nhiều lời mời, kể cả những chương trình khá lớn vì không thể sắp xếp được thời gian. Hờ Hen Nie giản dị hồn nhiên trong chuyến từ thiện tại Long An. Hoa hậu Hờ Hen Nie và Á hậu Hoàng Quỳ vừa có chuyến trao nhà và quà Tết cho bà con ở huyện Đức Huệ và Bến Lức Long An. Ngày 17 tháng 1, Hoa hậu Hờ Hen Nie và Á hậu Hoàng Thùy cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam có chuyến trao nhà trao quà Tết cho bà con ở hai huyện Đức Huệ và Bến Lức Long An. Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên mỗi độ Tết đến xuân về. Năm nay, bên cạnh 450 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 800.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, chương trình còn bàn giao và trao 5 căn nhà tình thương cho các hộ dân nghèo khó khăn tại các xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An và xã Lương Hòa, Thạnh Lợi, Thạnh Hóa, huyện Bến Lức, Long An. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng. Tổng kinh phí hoạt động thiện nguyện của Hoa hậu Hờ Hen Nie và Á hậu Hoàng Thùy cùng các nhà tài trợ đồng hành tại Long An lần này là 760 triệu đồng. Hoa hậu Hờ Hen Nie và Á hậu Hoàng Thùy đã trực tiếp cùng ban tổ chức trao tận tay những phần quà đến người dân, thăm hỏi và động viên họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Tuy không có giá trị nhiều về mặt vật chất nhưng phần nào giúp người dân có cái Tết ấm no và đầy đủ. Đặc biệt, đối với những hộ dân được trao nhà mới, năm nay sẽ đón cái Tết ý nghĩa hơn, không còn nỗi lo về nơi che nắng, che mưa hàng ngày nữa. Hoa hậu Hờ Hen Nie vui đùa cùng các em nhỏ. Sau khi trở về từ Miss Universe 2018, Hoa hậu Hờ Hen Nie vẫn tiếp tục đồng hành cùng các dự án nhân ái, chương trình thiện nguyện vì cộng đồng cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Hoa hậu và Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 trong hành trình thiện nguyện. MC Vũ Mạnh Cường mở lời để Hờ Hen Nie nói tiếng ED trên sóng VTV. Trên sóng trực tiếp, Vũ Mạnh Cường gợi ý cho Hờ Hen Nie nói tiếng dân tộc ED. Điều này làm Hờ Hen Nie vô cùng cảm kích và xúc động. Khi nhiều gia đình muốn bắt chàng MC ở rể, Vũ Mạnh Cường đã bạo gan, hứa hết việc ở thành phố con sẽ về ở chung nhà.
Mới đây, MC Vũ Mạnh Cường nhận được sự khen ngợi khi đảm nhiệm dẫn dắt chương trình lớn nhất năm của Tây Nguyên, Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam. Vũ Mạnh Cường tâm sự: "Tôi là một người rất quý những giá trị văn hóa dân tộc nên khi chương trình ngỏ ý mời là gật đầu ngay, mặc dù lịch trình những ngày gần Tết rất sát sao và tôi thậm chí đã phải hủy vài chương trình để có thể đồng hành." Đồng hành cùng với Vũ Mạnh Cường là MC Thùy Linh VTV. Dù lần đầu có cơ hội dẫn chung nhưng cả hai rất ăn ý, phối hợp nhịp nhàng. Vì là chương trình truyền hình trực tiếp, yếu tố thời gian chi phối nên chương trình đã phải thay đổi rất nhiều trong quá trình diễn ra. Vì vậy, sự duyên dáng trong xử lý tình huống, sự thông minh trong việc cầm trịch chương trình của hai MC đã góp phần giúp cho đêm khai mạc diễn ra thành công trọn vẹn. Sau đó, tại lễ bế mạc, Vũ Mạnh Cường lại song mic cùng em gái quen xứ Bắc Mỹ Lan, nhịp nhàng và đầy cảm xúc. Tham gia nhiều hoạt động sôi nổi trong lễ hội, Vũ Mạnh Cường chiếm trọn tình cảm của người dân phố núi khi nhiều gia đình muốn bắt chàng MC ở rể, Vũ Mạnh Cường đã bạo gan hứa hết việc ở thành phố còn sẽ về ở chung nhà. Trở lại mảnh đất cao nguyên, lần này Vũ Mạnh Cường có cơ duyên tái ngộ người quen Hoa hậu Henye và Hoa hậu Ngọc Hân. Trên sân khấu họ đã có cuộc trò chuyện cởi mở vô cùng dễ thương và đầy cảm xúc. Cùng lúc, hàng nghìn khán giả có mặt tại đây, họ đã tự hào và hô vang: "Chúng tôi yêu thổ cẩm Việt Nam" như một lời khẳng định và hứa hẹn về một tương lai phát triển của thổ cẩm Việt Nam. Trên sóng trực tiếp của Đài truyền hình quốc gia, Vũ Mạnh Cường còn gợi ý cho người Henye nói tiếng dân tộc Ede. Điều này làm người Henye vô cùng cảm kích và xúc động. Gặp gỡ Vũ Mạnh Cường sau khi chương trình kết thúc, anh chân thành chia sẻ: "Tôi luôn muốn dùng hành động và lời nói của mình để lan tỏa những giá trị nhân văn cũng như truyền tải những thông điệp hòa bình. Tôi luôn nghĩ rằng việc bảo tồn và tôn vinh những nét văn hóa truyền thống và thổ cẩm là một trong những số đó, là đặc quyền của tuổi trẻ." Thank you.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.